Trước hết thì chúng con xin được thành kính tri ân Hòa Thượng trụ trì đã tạo một nhân duyên cho chúng con được gặp Phật tử ở đây để chia sẻ trong một vài ý niệm trong cái mùa báo hiếu này. Chúng con xin chúc Hòa Thượng được nhiều sức khỏe để làm chỗ dựa tinh thần cho chúng con. Và lời đầu tiên xin được chúc tất cả quý Phật tử đạo tràng Linh Phước chúng ta có nhiều an lạc và hạnh phúc trong tình yêu thương của cha mẹ. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 7, một ngày đặc biệt mà tất cả chư tăng tín đồ Phật giáo luôn hướng về hình ảnh của một vị Bồ Tát rất là đặc biệt, đó là Bồ Tát Địa Tạng Vương. Ngày nay là ngày vía của Bồ Tát Địa Tạng. Thì chúng ta biết được Địa Tạng Bồ Tát qua một bộ kinh. Đại đức cứ nói ở ngoài nghe rõ lắm. Tại vì thầy nói ở ngoài nghe rõ lắm. Dạ, con cảm ơn Hòa Thượng. Hòa Thượng sợ thầy lo nói nghe không rõ. Hòa Thượng nói ở ngoài nghe rõ lắm, nhưng mà ở trong này thì nghe không rõ. Chúng ta biết được công hạnh của Ngài Địa Tạng Bồ Tát qua một bộ kinh, đó là Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện. Kinh này được chép lại ở trong Đại Tạng, thưa quý vị. Thì tất cả chúng ta thầy nghĩ ai cũng đã từng đọc cái kinh này. Đây là bộ kinh mà được Tôn giả A Nan chép lại nhân duyên là Đức Phật lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho thân mẫu của mình là Hoàng hậu Maya. Thì toàn bộ cái buổi thuyết pháp đó chép lại ở trong cái kinh này, gọi là Kinh Địa Tạng, ca ngợi công hạnh của Ngài Bồ Tát Địa Tạng. Thì theo tinh thần của Kinh Địa Tạng Bồ Tát là Ngài Địa Tạng đang phân thân ở khắp mười phương thế giới để làm những cái việc hóa độ chúng sanh, để cứu giúp chúng sanh, đền đáp ân nghĩa của cha mẹ. Chúng ta đa phần đi chùa thì đều có nhân duyên được đảnh lễ Bồ Tát Địa Tạng, nhưng mà công hạnh của Bồ Tát Địa Tạng thì dường như chúng ta chưa có nắm được. Cái thứ hai nữa, tôn chỉ của Kinh Địa Tạng là một tôn chỉ rất là đặc biệt, hướng dẫn chúng ta đền đáp ân nghĩa của cha mẹ. Tại vì phát xuất từ cái lòng hiếu thảo của Đức Phật muốn đền ân nghĩa cho mẫu thân của mình là Thánh Mẫu Maya. Sau khi sanh 7 ngày thì Hoàng hậu Maya qua đời và được sanh lên cõi trời Đao Lợi. Cho nên sau khi thành đạo, Đức Phật lên cung trời Đao Lợi để thuyết pháp hóa độ cho mẫu thân của mình. Cho nên đương cơ giáo hóa chính là Thánh Mẫu Maya, xuất phát từ lòng hiếu của Đức Phật. Và người mà chuyển tải tất cả những ý niệm của Đức Phật qua công hạnh đền ơn đáp nghĩa cho cha mẹ, đó chính là Địa Tạng Bồ Tát. Cho nên hôm nay thầy xin phép được trình bày với đạo tràng của chùa Linh Phước ở Thủ Đức chủ đề báo hiếu theo tinh thần Kinh Địa Tạng. Kính thưa cùng tất cả quý vị Phật tử, thầy nói một câu này nó hơi quề, nhưng mà chắc cũng phải nói là quý vị phải nên tụng Kinh Địa Tạng thì quý vị mới hiểu được hết cái ý nghĩa của Kinh Địa Tạng. Tại vì ở đây chỉ có thể thầy chỉ có thể nói những cái ý chính của kinh trên cái tinh thần hiếu đạo thôi, chứ không có thể nói hết được cái nội dung của Kinh Địa Tạng, dài lắm, không thể nói được. Đây quyển Kinh Địa Tạng nó dày khoảng 200 trang. Nếu mà quý vị mà tụng xuyên suốt, ở đây nó có 236 trang, quý vị tụng xuyên suốt bộ kinh này chắc có thể khoảng 2 tiếng đồng hồ. Nếu ai tụng giỏi thì khoảng 1 tiếng rưỡi, tức là thuộc lòng đó là tụng khoảng 1 tiếng rưỡi, nhanh nữa thì 1 tiếng 15 phút.
Còn cà rề giống như thầy trò mình, như bà già đi âm phủ thì tụng 3 tiếng. Nhưng mà phải tụng, nhất định quý vị tụng, quý vị mới hiểu được cái tâm hiếu của Đức Phật đối với lại mẹ như thế nào. Tại vì Đức Phật lớn lên không có mẹ. Mẹ Ngài mất sau khi sinh Ngài 7 ngày. Chỉ mới 7 ngày thôi Ngài đã mồ côi mẹ rồi. Lớn lên tất cả đều nhờ tình thương của Di Mẫu, tức là người mẹ kế cũng là người dì ruột, đó là Mahabasa Ba Đề. Sau này xuất gia trở thành Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni, lãnh đạo Ni Đoàn thời Đức Phật. Thì tình thương của ai dành cho mình thực sự cũng không bằng cha mẹ của mình, thưa quý vị. Cũng giống như quý vị nuôi con cái, quý vị thấy không? Mình đi đâu buổi một chút là mình lo lắng, mình muốn chạy về, mình sợ cái này, mình lo cái khác, mình nghĩ là con mình sẽ không có mình, nó sẽ khổ sở, rồi người khác chăm sóc cũng không bằng mình. Sự thật nó là như vậy. Cho nên chúng ta không có cha mẹ vì lý do nào đó, đây là một thiệt thòi lớn cho mình, có thể nói là một bất hạnh. Không có gì bất hạnh bằng chúng ta không có cha mẹ. Và Đức Phật cũng giống như mình thôi. Khi còn là thái tử ở kinh thành Ca Tỳ La Vệ, Ngài lớn lên dù được chăm sóc rất là kỹ lưỡng bởi Di Mẫu Mahabasa Ba Đề và vua cha Tịnh Phạn, nhưng chắc chắn trong thâm tâm của Ngài cũng cảm thấy không có ấm áp khi được lớn lên trong vòng tay của mẹ. Chính vì lẽ đó cho nên sau khi thành đạo xong thì Ngài bằng mọi cách để đền cái ơn sinh thành và cái đức của người mẹ đã nuôi trong vòng 7 ngày. Và Đức Phật lên cung trời Đao Lợi để gặp mẫu thân và thuyết pháp cho mẫu thân của mình nghe. Thầy xin phép đọc đoạn đầu của kinh này để quý vị thấy ở phẩm thứ nhất trong 13 phẩm. Đây là cái phẩm nói về thần thông trên cung trời Đao Lợi. Ta nghe như thế này, tức là tôn giả A Nan thuật lại. Một thuở nọ tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật vì thánh mẫu Ma Gia mà thuyết pháp. Lúc đó bất khả thuyết tất cả chư Phật và đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp, rồi đồng khen ngợi rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác ngũ trược mà hiện sức đại trí huệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn, để điều phục chúng sanh can cường, làm cho chúng nó rõ pháp khổ pháp vui. Khen xong, chư Phật đều sai thị giả của mình đến kính thăm Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni. Lúc bấy giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm ngàn vần mây sáng rỡ lớn. Đó là đoạn đầu nói về duyên khởi Đức Phật Thích Ca lên cung trời Đao Lợi vì thánh mẫu mà thuyết pháp. Đại chúng thấy khi Đức Phật Thích Ca đi lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho mẹ của mình nghe để hóa độ, lại được sự tùy hỷ của mười phương chư Phật, và tất cả các đức Phật trong mười phương đều sai thị giả của mình đến cung trời Đao Lợi này mà đảnh lễ Đức Thế Tôn và tán thán ngợi khen Đức Thế Tôn. Quý vị thấy rõ ràng đây là một việc làm của một trái tim hiếu thảo, không phải việc làm của một đức Phật mà là việc làm của một đứa con hiếu thảo. Cho nên tâm hiếu này nó động đến đến cõi trời, cảnh trời, chúng ta nói theo dân gian là như thế. Nhưng thực sự trong kinh Địa Tạng này rõ ràng tâm hiếu của Đức Phật là đã làm chấn động đến mười phương chư Phật và chư đại Bồ Tát ở vô lượng thế giới. Cho nên tất cả các vị đó đều cất lên tiếng khen ngợi Đức Phật rằng trong đời ác ngũ trược này Ngài có sức đại trí huệ, đại thần thông chẳng thể nghĩ bàn. Cho nên quý vị thấy tâm hiếu ở cái câu đầu tiên nhất, ở cái phần đầu tiên nhất trong cái phẩm này, chúng ta thấy rõ ràng
nó động đến mười phương chư Phật. Cho nên khi chúng ta khởi lên tâm hiếu là đã nhận được sự gia hộ của chư Phật và chư Đại Bồ Tát trong mười phương. Khi bấy giờ Đức Phật phát ra bất khả thuyết những âm thanh vi diệu như thế xong, thời có vô lượng vô ức các hàng trời rồng quỷ thần trong cõi Ta Bà và các cõi nước của phương khác cùng đến hội hợp nơi cung trời Đao Lợi, như là trời Tứ Thiên Vương, trời Đao Lợi, trời Diệm Ma, trời Đâu Xuất Đà, trời Quá Lạc, trời Tha Quá Tự Tại, trời Đại Phạm, trời Hiếu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Quang Âm, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biển Tịnh, vân vân. Tất cả các chúng trời rồng này quỷ thần đều hội hợp. Lại có những vị thần ở cõi Ta Bà cùng cõi nước phương khác, như thần biển, thần sông, thần núi, vân vân. Tất cả những vị thần này cũng hội hợp. Lại có các vị đại quỷ vương ở cõi Ta Bà cũng như các phương khác, với ác mục quỷ vương, đạm quý quỷ vương, vân vân, cũng hội hợp lại tại cung trời Đao Lợi. Tại sao chư Phật chư Bồ Tát đã nhóm hợp lại cung trời Đao Lợi để tùy hỷ với tâm hiếu hạnh của Đức Bổn Sư Thích Ca chúng ta? Chưa đủ, quý vị thấy đoạn kinh tiếp theo chỉ về chúng trời rồng, thiên long, bát bộ và quỷ thần ở mười phương cõi, tất cả cũng đều tụ hợp về ở cung trời Đao Lợi để nghe Đức Phật thuyết pháp mà dạy cho Thánh Mẫu Maya tu tập, nhưng thực sự là dạy cho chúng ta ở đời sau biết cách để đền đáp ân nghĩa của cha mẹ của mình. Lúc bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni bảo với Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Đại Bồ Tát rằng: ông xem coi, tất cả chư Phật chư Bồ Tát, trời rồng quỷ thần ở đó, trong thế giới này hoặc thế giới khác, ở trong quốc độ này hay là quốc độ khác, nay đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi này, ông có biết được số đó là bao nhiêu chăng? Ngài Văn Thù Bồ Tát là vị Bồ Tát có trí tuệ bậc nhất trong các vị đại Bồ Tát. Thầy Đức Phật hỏi Ngài Văn Thù Bồ Tát này: hãy dùng trí tuệ của mình thử tính xem cái số lượng của chư Phật, chư Bồ Tát, chúng trời rồng, thiên long, bát bộ, quỷ thần đang nhóm hợp ở cung trời Đao Lợi này là bao nhiêu, tính được không? Lúc bấy giờ Ngài Văn Thù Bồ Tát quỳ xuống cung kính bạch với Đức Phật rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con mà tính đếm trong nghìn kiếp cũng không thể biết được số hiện tại là bao nhiêu. Ngài Văn Thù Bồ Tát thưa với Đức Phật rất rõ ràng, dù dùng quái lực của mình đã tu chứng quả một vị đại Bồ Tát mà tính 1000 kiếp vẫn chưa hết được cái số lượng thính chúng hiện tại đang có mặt tại cung trời Đao Lợi, thì quý vị nghĩ cái số lượng này nhiều hay ít? Quá nhiều. Đức Phật mới nói như thế này: này Văn Thù Sư Lợi, đến ta dùng Phật nhãn mà xem hãy còn không đếm xiết, số thánh phạm này đều của Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thọ kiếp lâu xa đến nay, hoặc đã độ đương độ, chưa độ, hoặc đã thành tựu đương thành tựu và chưa thành tựu. Đức Phật tuyên bố rõ ràng, nếu như Ngài dùng Phật nhãn, dùng thần lực của một Đức Phật cũng vẫn không thể tính đếm được số lượng của thánh phàm đang có mặt tại cung trời Đao Lợi. Và Đức Phật nói rằng tất cả những vị này đều là những người mà có nhân duyên được Bồ Tát Địa Tạng này hóa độ từ vô lượng kiếp cho đến nay. Nói đơn giản, tất cả những thánh phàm có mặt ở đó đều là quyến thuộc của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch với Đức Phật rằng: từ thọ lâu xa về trước, con đã tu căn lành chứng đặng trí vô ngại, nghe lời của Đức Phật nói đó, thời liền tin nhận. Còn hàng tiểu quả thanh văn, trời rồng tám bộ chúng và những chúng sanh trong đời sau, dầu nghe lời thành thật của Như Lai nhưng chắc là sanh lòng nghi ngờ,
dầu có lại vân đi nữa cũng chưa khỏi hủy báng. Cúi mong Đức Thế Tôn nói rõ nhân địa của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, Ngài tu hạnh gì, lập nguyện gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn như thế. Từ cái nhân duyên này, Ngài Văn Thù Bồ Tát mới thưa với Đức Phật và cầu xin Đức Phật nói rõ là Ngài Địa Tạng Bồ Tát do gieo cái nhân tu tập gì mà có được cái số quyến thuộc Bồ Đề đông như thế, ngay cả Đức Phật dùng Phật nhãn cũng không tính đếm được. Nhân đó Đức Phật mới nói công hạnh của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Và công hạnh nó như thế nào, quý vị tụng kinh Địa Tạng sẽ biết. Ở đây Thầy xin phép chỉ nói tôn chỉ căn bản của kinh Địa Tạng Bồ Tát, đó là đền ơn đáp nghĩa, báo hiếu trên bốn phương diện mà Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã làm. Từ trong quá khứ, khi mà gieo nhân tu tập, còn là một Phật tử, còn là một chúng sanh bình thường, còn là một ngoại đạo, cho tới khi thành Bồ Tát, Ngài đều tu tập bốn tôn chỉ sao. Và bốn tôn chỉ này được nêu rất là rõ trong kinh Địa Tạng. Thầy chỉ xin nói kết lại những điều rất căn bản để quý vị có thể hiểu được. Một, đó là hiếu đạo. Hai, là độ sanh. Ba, là bạc khổ. Bốn, là báo ân. Chỉ bốn điều này thôi. Ngài Địa Tạng Bồ Tát, công hạnh của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đời nào Ngài cũng tu bốn công hạnh này. Cho nên chúng ta nhiều khi hiểu lầm kinh Địa Tạng là để tụng cho người chết, phải không? Đợi tới chết mới tụng kinh Địa Tạng, còn sống không tụng. Nhiều người thầy khuyên tụng kinh Địa Tạng, nói trời thầy, khi nào ở nhà mình có người chết mà nó tụng Địa Tạng, thầy suối con tụng kinh Địa Tạng, chẳng khác nào trù cho nhà con có người chết. Tông chỉ của kinh Địa Tạng Bồ Tát thực sự chỉ có nằm ở 8 chữ, đó là báo ân, độ sanh, bạc khổ và hiếu đạo. Thì thưa với lại quý vị, toàn bộ hành trạng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và công hạnh của Ngài Địa Tạng Bồ Tát nó rất là rõ. Từ khi mà bắt đầu phát tâm tu tập, khởi thiện tâm để muốn giải thoát, Ngài đều hướng về cha mẹ của mình và giúp cho cha mẹ của mình cùng phát tâm tu tập. Khi Ngài là ngoại đạo, là Bà La Môn, Ngài cũng như thế. Cho nên hôm nay Thầy xin phép được trình bày với lại quý vị 8 chữ này rất là có ý nghĩa đối với lại đời sống tu tập của Phật tử chúng ta. Thứ nhất là hiếu đạo. Ở đây hiếu đạo chứ không phải là hiếu tâm, hiếu nghĩa gì hết. Hiếu đạo tức là chúng ta chọn cái vấn đề báo hiếu triệt để làm cái con đường tu tập của chúng ta. Cái đó gọi là hiếu đạo. Còn chúng ta hiếu nghĩa hay là hiếu tâm gì đó, chẳng qua chúng ta phụng dưỡng mẹ cha khi tuổi già bóng xế. Thì mình có làm khéo, có làm giỏi thì cha mẹ mình cũng không có thiếu gì trong món ăn, trong cái vật dụng để sử dụng, hoặc là những cái phương tiện trong cuộc sống. Nhưng điều đó chưa hẳn cha mẹ của mình được an lạc, được giải thoát. Có khi mình còn chiều cha mẹ mình tạo ác nghiệp, gây thêm những cái nghiệp bất thiện. Thí dụ như thích ăn những cái món ăn mà nó làm tổn lòng từ bi của mình, vân vân. Cho nên đó chưa gọi là hiếu đạo. Tinh thần hiếu đạo rất là quan trọng, vì đó là đạo lý của người học Phật. Cho nên con người mà có hiếu đạo với mẹ cha thì nó động đến đất trời. Cho nên chúng ta, thầy vừa đọc cái đoạn kinh đầu tiên cho quý vị nghe trong kinh Địa Tạng, Đức Phật bổn sư của chúng ta xuất phát từ tâm hiếu thảo, cho nên lên ngay cung trời Đao Lợi để mà thuyết pháp cho mẫu thân nghe, với mục đích duy nhất làm sao giúp cho mẫu thân của mình phát tâm thanh tịnh để tu tập. Cho nên cái tâm hiếu đó nó động đến
chư Phật và chư Đại Bồ Tát của mười phương cõi, và tất cả đều câu hội về ở cung trời Đao Lợi và khen ngợi Đức Thế Tôn là một bậc đại trí tuệ, đại thần thông không thể nghĩ bàn, và là một điều mà xưa nay khó ai có thể làm được. Và cái tâm hiếu đó còn động đến chúng Thiên Long Bát Bộ, hộ pháp thần vương, chúng quỷ thần ở các cõi trong mười phương, các quốc độ cũng đều câu hội. Tức là vân tập lại, tức là tập trung lại giống như mây đùng, gọi là vân tập. Câu hội là tất cả đều tề tụ gặp mặt ở một nơi gọi là câu hội. Cho nên quý vị thấy lòng hiếu thảo đối với cha mẹ sẽ làm cho đất trời nó động, rúng động thôi. Quý vị chắc có xem cái truyện, tích truyện Bao Thanh Thiên. Bao Thanh Thiên thì có nhiều vấn đề xử án, nhưng trong đó có một cái câu chuyện rất là hay, đó là xử án Bàn Quý Phi, phải không? Tức là Lý Thần Phi bị đốt, bị hỏa táng trong cái cung đó, Bích Vân Cung đó, đốt rồi Ly Miêu Tráo Chúa đó. Cuối cùng bà phải lưu lạc, rồi nhận Quách Hải Thọ làm con nuôi, rồi ở trong lò gạch, rồi trồng cải. Quách Hải Thọ trồng cải mới nuôi mẹ đó, cho tới một ngày tự nhiên cái bị ông Bao Công, ông bị gió thổi bay cái mão cổng, rớt ngay cái gánh cải của Quách Hải Thọ. Tại sao không rớt chỗ khác mà rớt ngay gánh cải đó? Cho nên ông nghi mới tìm ra. Thì ngay lúc đó Quách Hải Thọ mới biết được cái ông này mặt sắc đen xì là bà Lý Thần Phi bả dặn. Khi nào gặp cái ông mặt sắc đen xì mà trên trán ông có cái mặt trăng đó là bằng một cách phải kêu ông về ngay lò gạch để cho bà nói chuyện. Thì Quách Hải Thọ có biết ông này là quan to quan nhỏ gì đây, cậu bé nhỏ xíu thôi đó. Rồi đem về, dẫn ông về chui vô cái lò gạch đó. Thầy nhớ hồi nhỏ thầy có nghe cái tuồng cải lương đó, Thanh Kim Huệ đóng vai Quách Hải Thọ phải không? Ổng chung vô cái lò gạch á, ổng nói lò gạch thì đen thui, Quách Hải Thọ nói cái mặt ông có quẹt tạ lọ cũng không đen hơn. Thầy còn nhớ cái giọng Thanh Kim Huệ nói. Hồi đó kế nhà thầy là hát cải lương, thầy cứ nghe từ sáng tới tối, hết tuồng này qua tuồng khác, nghe riết cũng thuộc lòng vậy. Chỉ có điều không biết hát thôi. Nhưng mà ở đây câu chuyện này nó quan trọng ở cái chỗ là sau khi mà vua và Quách Hải Thọ nhận ra được mẹ của mình là Lý Thần Phi rồi, tìm rồi đó, thì bà mù rồi. Thì hai người mới khấn nguyện. Mà quý vị thấy đó, cái lòng hiếu thảo của người con mà khiến cho trời đất rung động, cho nên là giúp được cho bà mẹ bà sáng mắt. Hoàng thiên hậu thổ chứng tri, khiến cho mẹ mình sáng mắt anh ơi. Phải không? Quý vị nhớ câu hát đó của Quách Hải Thọ không? Không tin về mở lại đi. Thật ra đó, soạn giả soạn được câu này là phải căn cứ trên cái nền tảng của Phật giáo, trên đạo lý của Phật giáo. Cái lòng hiếu thảo rất là quan trọng. Cho nên ngày xưa đó, mình đi đâu cũng không dám rời cha mẹ. Mà khi cha mẹ mất rồi đó, thì mình ở đâu cũng phải quay trở về để cư tang. Xin lỗi, để thọ tang. Sau khi thọ tang xong, không được đi đâu mà ở bên cạnh mộ phần của cha mẹ mình suốt 3 năm, gọi là cư tang. Thầy nghĩ trong chúng ta đây ai cũng có những cái nỗi đau buồn khi chứng kiến người thân mình mất. Thật sự mỗi lần thầy đi về để thăm mộ ba mẹ thầy, thầy buồn lắm. Thầy thấy hồi nào ở trong nhà, tự nhiên bây giờ chết ra nằm ngoài đồng, tự nhiên thấy nó buồn quá. Bây giờ mình cứ tưởng tượng mình còn sống đi, rồi cái gia đình mình đây mình bỏ ngoài hiên nhà, bỏ ngoài mái nhà, ngoài bờ hiên vậy, quý vị buồn không? Huống chi đem mình ra ngoài đồng, mình nằm ở đó, không ai ngó ngàng tới, không ai nói năng gì tới. Tự nhiên thầy thấy đau lòng, thầy thấy buồn quá. Lúc đó thầy mới hiểu được vì sao ngày xưa đạo Nho dạy con người ta phải cư tang cha mẹ 3 năm thủ hiếu, cất một cái chòi ở kế bên mộ cha mẹ mình để giữ cái mộ đó, thực sự là để cho cha mẹ đỡ buồn. Buồn lắm quý vị, thầy thấy buồn vô cùng. Không biết quý vị đi đám tang sao, chứ mỗi lần thì đi đám tang thầy về buồn lắm. Đám tang của ai cũng vậy, mà đem ra chôn xong thầy về thầy buồn, thầy nói sao tội nghiệp quá,
Tự nhiên đang ở trong nhà vui vẻ với vợ, với chồng, với con cái, với cha mẹ, tự nhiên bây giờ ra ngoài đồng quan nằm một mình. Cho nên cái tinh thần cư tang là một cái tinh thần rất là đặc biệt của đạo hiếu, mà xuất phát từ từ Phật giáo, rồi Nho giáo cũng quan trọng về hiếu đạo. Cho nên mình phải ở bên cạnh mẹ cha sau khi cha mẹ mình qua đời. Rồi suốt cái thời gian đó mình phải bận đồ xấu, để mình không có khởi cái tâm đua đòi, chứ ai không thích bận đồ đẹp. Cho nên bận đồ bằng gai xô, bằng cái giải xô đó, cái giải thô đó. Cái giải đó cái bằng hồi xưa ta làm bằng cái cây gai, người ta dệt lại bằng cái giải thô, giải tám đó mình đại, đơn giản là mình hiểu giải tám đi. Tức là mình bận đồ xấu, mình ăn cũng ăn thức ăn xấu, mình nằm cũng nằm ở cái chỗ xấu, nằm ở dưới đất. Rồi mình che một cái chồ mình ở vậy, để mình chia sẻ với cái nỗi buồn của cha mẹ của mình. Hồi nào ở trong nhà được cung phụng, được chăm sóc, bây giờ ra ngoài đồng ở không có ai lo lắng hết. Cho nên người con đồng cảm với cha mẹ cũng không dám hưởng thụ. Mình cắt hết tất cả những cái niềm vui của mình để mình ra nằm ở bên cạnh mẹ cha. Đó gọi là thủ hiếu. Cư tang là như vậy đó. Cho đến đám cưới cũng phải dừng lại, cho dù có đính hôn cũng phải dừng lại, sau khi mãn tang rồi mới tiếp tục tiến tới cái vấn đề hôn nhân, mới đám cưới. Quý vị biết mà, nếu như nhà mình mà chuẩn bị đám cưới ngày mai mà bữa nay cha mình chết, mẹ mình chết, cũng phải dừng lại đám cưới. Hiếu đạo là vậy đó, dừng lại hết. Tại vì đang buồn mà, vui vẻ gì đám cưới. Có nhiều Phật tử cũng rơi vào hoàn cảnh này, hỏi thầy, thì thầy mới nói đó, theo người xưa là người ta dừng lại để biểu thị cái lòng hiếu thảo của mình đang tang thương như vậy, còn vui gì mà đám cưới. Đám cưới là biểu thị cho hỷ sự, phải không quý vị? Còn tang sự thì có gì vui. Cho nên hỷ sự phải tạm dừng lại. Thì có cái gia đình đó mới nói, thầy à, tự nhiên đám cưới mà dừng lại gì, con của con gái mà đợi tới 3 năm nữa cưới thì nó già rồi còn gì nữa. Thầy nói thì muốn cưới thì cưới chứ có ai cấm cản đâu. Nhưng mà người xưa là vậy đó, người ta khép lại tất cả những niềm vui cá nhân để mình thể hiện được cái lòng hiếu thảo của mình, cái tâm thành kính của mình đối với cha mẹ khi qua đời. Cho nên cái tâm hiếu đó nó động tới trời đất. Cho nên khiến cho trời đất cảm động thì cũng chính là lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ, mà ở trong kinh người ta gọi là thiên địa trọng hiếu. Tức là trời đất rất là chú trọng tới cái hiếu. Thiên địa trọng hiếu, hiếu dương tiên. Tức là trời đất cũng rúng động về cái hiếu, thì cái hiếu đó nó sẽ làm cho con người ta đi đầu. Tất cả đều phải bắt nguồn từ cái hiếu này mới có thể thành tựu được tất cả các sự nghiệp của chúng ta. Cho nên chữ hiếu chúng ta chỉ hiểu đơn giản, đó là một cái chữ đi đầu trong tất cả các chữ mà chúng ta học. Chỉ cần một chữ hiếu thôi thì cả nhà chúng ta bình an. Hiếu thuận hoàng sanh hiếu thuận tử. Nếu chúng ta hiếu thuận, chúng ta sẽ sanh ra được con hiếu thuận. Ngược lại, mình ngỗ nghịch thì con của mình nó ngỗ nghịch lại thôi. Có nhiều người cứ thắc mắc, con sống cũng đâu có bạc đãi cha mẹ đâu mà sao con cái của con nó kỳ cục vậy, nó đối xử với con không ra gì. Thì nó có chứ sao lại không. Nhiều khi mình không để ý, có lúc mình làm bộ, mình ngó lơ, mình giả điếc, mình không nghe. Mẹ nói cái gì đó mình làm bộ mình không nghe, mình nói con quên. Còn mấy người dân nước lã nói một câu thôi 10 năm mình còn nhớ, phải không? Nhất là người ấy nói ở đâu mình nhớ hết đó. Nhớ nó nói chuyện gì mình nhớ rõ lắm đó. Còn cha mẹ mình nói nhiều khi mình làm bộ quên, mình nhớ rồi mình phiền não sao? Mình nhớ rồi cái mình phải làm cái này làm cái kia cho cha cho mẹ sao? Cho nên quý vị thấy bao nhiêu người con cuối cùng rồi mới giật mình khóc lóc, vì biết rằng những lời hứa ngày xưa không có cơ hội để thực hiện. Bản thân thầy cũng vậy thôi. Có những lời hứa đối với cha mẹ thầy không thực tập được, thầy không làm được. Mình có đủ lý do để mình hẹn, để mình khất, để rồi một ngày không xa,
âm dương đôi lối rẽ, chúng ta mới biết rằng mình không thể nào thực hiện được lời hứa trong cõi đời giả tạm này. Thì quý vị thấy, nếu như chúng ta hiếu thảo với cha mẹ thì chắc chắn sau này con cái nó lớn lên, nó sẽ hiểu và nó sẽ hiếu thảo với mình. Vì cái công chuyện của mình làm, cái hành động đó, lời nói đó, nó xuất phát từ trái tim hiếu thảo, nó có một cái sức mạnh rất là lớn. Nó tác động trực tiếp tới con của mình, và những đứa con đó nó sẽ ít nhiều gì được thừa hưởng cái tâm hiếu thảo, cái đức hiếu thảo của cha mẹ, và nó sẽ sống cũng giống như chúng ta một chút nào đó. Mới hôm qua thôi, có một vị Phật tử cũng gọi điện cho thầy khóc, hỏi thầy bây giờ con làm cách nào để con có thể kéo con của con lại. Thầy hỏi chứ con của con tại sao mà phải kéo lại. Nó nói là chồng thì phụ bạc, bỏ đi từ lúc con của con nó mới có 12 tuổi. Bây giờ nó 18 tuổi, con làm đủ thứ nghề hết để không thiếu tiền gạo áo quần thuốc thang tập dở cho nó đi học. Vậy mà con nói một tiếng thôi là nó có thể nó mắng lại và nó chửi lại. Con không hiểu gì sao. Chồng con đã phụ bạc đã bỏ con, tức con của con nó cũng vậy. Mà nó là thân con gái, bước ra khỏi nhà thì thiệt thòi thuộc về nó, mà nó không nghe. Thầy chỉ khuyên đơn giản là do nghiệp thôi, này coi như mình mắc nợ, chỉ hiểu như vậy. Chứ mà không là sẽ buồn. Cha mẹ nào không đau lòng khi con cái phản bội. Người mẹ này nói bạn bè nó kêu một tiếng đó là nó chạy. Nó chạy mà nó vui lắm. Còn con mà nhờ nó cái gì là nó quần quằn, nó cằn nhằn là nó không làm. Thậm chí nó còn dằn mâm sáng chén nữa. Mà nó đòi hỏi mà không có cho nó là nó giận. Nó khóc. Rồi nói nghe nó la lối lên. Cả sớm nghe con mắc cỡ gần chết vậy. Chứ quý vị thấy, cái tâm của con người thực ra có khi nó cũng phức tạp lắm. Không phải chúng ta thắc mắc là nó vô cớ đâu. Ở đây chúng ta chỉ cần quán chiếu về nhân quả ba đời thì mình biết ngay giữa mình với cha mẹ, giữa mình và con cái nó có một sợi dây buộc ràng. Đó là nghiệp chi phối chúng ta từ quá khứ tới hiện tại và tương lai. Tại sao chúng ta hiếu kính với cha mẹ mà con cái của mình nó ngỗ nghịch? Chắc chắn là do nghiệp nhân đã tạo từ trong quá khứ. Thôi thì cứ sám hối để cho lòng mình thanh thản, sám hối để cho lòng của mình nó bình yên, và để giải trừ tất cả những nghiệp chướng giữa mình và con của mình. Cho nên chúng ta phải học cái cách hiếu thảo để đền đáp cái ân nghĩa của cha mẹ. Nếu như có phương tiện, chúng ta chăm sóc cha mẹ về vật chất, đời sống. Đó là cách mà chúng ta hiếu dưỡng trong cuộc đời này. Trong khả năng của mình có bao nhiêu chúng ta chăm sóc bấy nhiêu, chứ không cần phải mượn, phải vay, không cần phải làm những cái nghề bất chính để gây thêm ác nghiệp mà có tiền nuôi cha mẹ. Thực ra nó còn đau khổ hơn. Giống như có một bà mẹ, bà tới bà nhờ thầy nói với lại con, đứa con gái. Phải công nhận là cái người con gái này hiếu thảo. Nhà nghèo, cha chết từ rất sớm, hai mẹ con coi cút sống như vậy. Thì cái người con gái này lớn lên, học hành cũng không tới nơi tới chốn, rồi có gia đình, rồi cũng bị chồng phụ bạc, rồi ở nhà hai đứa con đem về cho bà ngoại nuôi, mà bà mẹ thì lại bị bệnh tim rất là nặng, phải mổ. Thì cái người con gái này đã nghèo rồi, nuôi hai đứa con còn nhỏ, một đứa 10 tuổi, một đứa 6 tuổi. Hai đứa con gái cũng èo ọt, cũng bệnh hoạn, mà lương công nhân thì làm sao để có thể đủ tiền để nuôi con của mình, là cộng thêm bà mẹ. Cuối cùng phải đi làm một cái nghề mà quý vị biết nghề đó pháp luật cấm, tức là
đi bán heroin. Bà mẹ bà phát hiện ra, bà năn nỉ, bà nói không nha con, mẹ không có đồng ý. Nếu mà con mà đi bán nữa là mẹ tự tử chết. Mà cái người con cứ khóc, nói mẹ bây giờ con không có cách nào để con có tiền hết, chỉ có cách này con có tiền nhanh nhất. Rồi bà mẹ bà khuyên không được, bà nói thế nào cũng tù tội. Bà mẹ bà phân tích rất là rõ, bà nói bây giờ con làm được một đồng thì một đồng đã chia làm bốn, mẹ con với hai đứa con của con thì cứ ăn 1/4 đồng, như vậy mà nó chắc hơn. Còn bệnh thì thôi, nghiệp tạo thì bây giờ phải gánh, lo sám hối tu tập. Nhất định người con không chịu, con phải có nhiều tiền để con lo cho mẹ, lo cho con của con, chứ lỡ mai mốt này con chết rồi ai lo. Thì người mẹ nói không khéo con cũng bị tù tội, thì bây giờ mẹ và hai đứa con của con đương vào đâu. Mà cái người con gái là không chịu, không nghe lời. Bà mẹ bà đau khổ lắm quý vị biết. Bà đi xe buýt mấy chặng vậy đó mới đi tới chùa thầy. Là bà nhờ thầy nói chuyện với đứa con đó. Tại cái người con đó là đệ tử chùa, thầy cũng không biết, thầy bất ngờ ghê. Thầy nghe thầy thấy tội quá, thầy mới gọi điện. Thì cái cô đó khóc, cô nói bây giờ con khổ quá, phải làm sao, con cần có tiền. Thầy nói con ơi, cần có tiền chuyện đó không có quan trọng bằng cần thiện nghiệp. Tức là mình phải cần cái thiện nghiệp mình gieo. Mình biết mình nghèo là đời trước mình ít bố thí rồi, thì bây giờ mình chịu khó nghèo một chút đi, đừng có làm gì hết, chỉ cần mẹ con chấp nhận được thì con có thể sống được rồi. Nói nhưng mà còn con của con làm sao, nó bệnh hoạn rồi, thuốc thang rồi, học hành sao. Cho nên mỗi một ngày con phải cần có ít nhất là 200.000 mới đủ cho cái nhà này. Thầy mới nói bây giờ nếu cần có 200.000 thì chỉ cần mà đi bán cái gì đó cũng được, bán sữa bắp chẳng hạn, nó bán bắp nấu chẳng hạn, mà bắp nấu gì người ta cũng ít dám ăn. Thầy mới nói với cái cô đó, thầy nói con đổi cái gì, con bán cái gì đi con. Nó bây giờ con đâu có tiền. Thầy mới nói con ra chùa đi, thầy cho con tiền vốn để mà con đi mở ra cái gì đó con bán. Thì cái cô đó nhất định không chịu, cô nói không, con không thể nào làm chuyện đó được, con cúng chùa không cúng được thôi chứ con không thể lấy tiền thầy. Thầy nói bây giờ thầy cho mượn, tại chừng nào có tiền trả. Cũng không chịu, mới nói người ta ở ngoài người ta đâu có cho mượn không, ta cho mượn có lợi. Thầy nói được rồi, thầy lấy 30%. Trời ơi, quý vị còn ủng hộ thầy cho vai cắt cổ nè. Thầy mới nói được rồi, bây giờ con muốn trả lời bao nhiêu cũng được, thầy cứ cầm cái tiền này đi về, mà nhất định không chịu là không. Thầy mới nói con suy nghĩ cho kỹ đi, khó khăn lắm mới gặp Phật Pháp, khó khăn lắm mới phát tâm, và khó khăn lắm mới tu tập. Bây giờ mẹ con cũng phát tâm tu tập, con cũng phát tâm tu tập, thì đừng có tạo nghiệp nữa. Cứ chịu cảnh nghèo đi, rồi sám hối, rồi mỗi một ngày đã thành tâm, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Đó. Mỗi một tháng chùa thầy gạo nhiều lắm, thầy ủng hộ con 20 kg gạo cũng không lấy. Thầy nói tại tháng nào thầy cũng cho mấy người nghèo hết, thì cũng như nhà con là một hộ, coi như là một hộ nghèo, thầy cho bình thường chứ không có gì hết, cũng nhất định không lấy. Nói không, thà là ai đó bố thí cho con lấy, chứ còn chùa cho con không lấy. Tại vì người ta đem tới chùa, người ta cúng dường là để cho các thầy ăn, các thầy tu tập, mà con lấy như vậy con không có tu tập gì hết, con mang phước, con mang tội, con tổn phước. Quý vị thấy lòng tự trọng lớn với sợ không? Thầy nói bây giờ thầy cho mượn gạo tháng 20 kg vậy đó, là mai mốt khá rồi cúng lại chừng 50-60 tấn gạo vậy đó, cũng không chịu. Quý vị, cuối cùng thầy mới nói nếu như con mà còn cố chấp giữ theo cái nghề đó thì coi như tình nghĩa thầy trò chấm dứt, từ đây tới đừng bước chân tới chùa thầy. Ngon lành lắm, làm như con mình chùa thầy hả, con đi chùa khác. Thầy nói Đức Phật không bao giờ chấp nhận những con người mà đi vô chùa biết tội phước, biết nhân quả mà lại cố tình tạo nghiệp như vậy. Thôi đi, con là thuộc về ngoại đạo tà giáo rồi, đừng nói chuyện với thầy nữa, cúp máy. Thầy cũng giận vậy mà không biết suy nghĩ làm sao. Rồi đi ra chùa sám hối, nói con nghe lời thầy, con bỏ nghề đó, con không đi
bỏ heroin nữa, con chuyển qua bán số đề. Nghề đó không có vốn. Thầy nói thôi con ơi, thôi chết rồi. Thầy không hiểu tại sao lại nghĩ, tại nó bây giờ con không có vốn có gì hết á. Thầy nói thôi lẽ bán số đề, thôi bán vé số đi phải không? Đó, thì cũng được, cái đó là cũng buôn bán một cách nó không có phạm pháp. Trời ơi, đi bán số đề thiệt tình là thầy cũng phải rác cổ họng, thầy cũng phải năn nỉ. Rồi cuối cùng mới bỏ được số đề, chuyển qua nghề khác. Thấy thương lắm quý vị, đi làm ô xin. Đi làm ô xin 3 nhà, tức là một ngày làm cho 3 nhà, mỗi một nhà làm 4 tiếng đồng hồ, làm một buổi để quét dọn lau chùi. Tự nhiên thầy thấy tội nghiệp sao, nếu cái cô này là chị mình thì sao ta? Ốm nhôm nhách nhỏ xíu chừng 40 kg chứ mấy, đẹp đuôi à, hai đứa con một nách, là thêm bà mẹ già, bây giờ làm ô xin quý vị thấy tội nghiệp không? Mà thầy phụ giúp là nhất định không nhận. Mà tha thiết lắm, tối bữa nào cũng tụng kinh, rồi thắp nhang, rồi cầu cho mẹ mình sống. Quý vị thấy rõ ràng tâm đó là tâm hiếu thảo. Đâu có tiền uống thuốc uống thang gì đâu, uống nước thôi, tụng kinh rồi lấy nước uống nữa. Vậy mà cuối cùng bà mẹ cũng hết bệnh, hai người con cũng hết bệnh. Thật sự cái này nó có sự diệm màu chính nhờ ở cái sức mạnh của lòng hiếu thảo. Phải trải qua một thời gian dài, 2-3 tháng trời như vậy đó. Nhưng quý vị thấy cái tâm lý, khi mà một bà mẹ bệnh, biết bà mẹ bệnh sắp chết rồi, hai đứa con eo ụt, thành ra cái tâm lý của người phụ nữ này lúc nào cũng căng thẳng hết. Tới khi bà mẹ khỏe, hai đứa con cũng không bệnh gì nữa, tự nhiên thoải mái, cũng đi làm ô xin, cũng đi làm như vậy, mà tự nhiên cái tâm lý nó thoải mái hơn, nó lại khỏe hơn. Đó. Rồi đi tới chùa thầy cùng cúng dường, không biết dành dụm được nhiêu, cúng dường 200 ngàn. Có về thấy không, thấy thương không? Thầy cho lại 100 ngàn để đi xe mà nhất định không lấy. Thầy nói để đi xe đi, chứ đi xe cũng tốn tiền. Mà vậy đó, mình mới thấy được cái tâm hiếu thảo của con người, nó có thể quyết định được rất là nhiều cái sự việc trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên cha mẹ của mình, chúng ta nhất định phải khởi cái tâm hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ. Bên cạnh đó, chúng ta làm sao đừng để cho cha mẹ mình phải buồn phiền, phải khổ sở. Mình như thế mới gọi là hiếu đạo quý vị. Quý vị thấy ở trong tứ thập, nhị thập tứ hiếu có kể là một cái câu chuyện rất là hay. Tức là Đổng Vĩnh và Vương Kỳ. Quý vị nhớ câu chuyện này không? Đổng Vĩnh là con của một bà già, một cái bà mẹ giàu có, nhưng mà lại ăn chơi liêu lỏng, ngày nào cũng đi phá sớm phá làng, đua xe thục bi da, cá độ bóng đá, phải không? Thời đó làm gì đua xe cá độ bóng đá. Tức là tối ngày ăn xong đi chọc ghẹo người khác cho chúng chửi thôi. Còn Vương Kỳ là con của một bà mẹ nghèo nhưng hết sức hiếu thảo, ngày ngày chỉ biết đi đốn củi, ra chợ bán đổ lấy gạo về cho mẹ, chăm sóc mẹ của mình. Thì bà mẹ của Vương Kỳ mập ú à,
10 cửa ngục đó. Quý vị thấy trong chùa hay vẽ cái cảnh 10 cửa ngục đó. À, hai anh chị này đi vô chùa.
vào đại địa ngục. Nhờ phước lực của người nên nay tôi được thọ sanh làm kẻ hạ tiện, lại thêm số mạng ngắn ngủi 13 tuổi đây, tôi sẽ bị đọa vào địa ngục trở lại. Người có phương thế gì làm cho tôi thoát khỏi nỗi khổ sở này chăng? Nghe đứa trẻ nói, Quan Mục biết chắc là mẹ mình, nghẹn ngào khóc lóc mà nói với đứa trẻ rằng: đã là mẹ của tôi thời phải tự biết tội của mình đã gây tạo hạnh nghiệp chi mà bị đọa vào địa ngục như thế. Đứa trẻ mới đáp rằng: do hai nghiệp, một là giết hại sanh vật và hai là chê bai mắng nhiếc mà thọ lấy quả báo này. Nếu không nhờ phước đức của người cứu nạn cho tôi, thời cứ theo tội nghiệp đó đến nay vẫn chưa thoát khỏi. Quan Mục hỏi rằng: những việc tội báo trong địa ngục ra làm sao? Đứa trẻ đáp: những việc tội khổ nói ra càng bất nhẫn, dầu đến 100.000 năm cũng không thuộc hết được. Quan Mục nghe xong than khóc rơi lệ mà bạch cùng giữa hư không rằng: nguyện cho thân mẫu của tôi khỏi hẳn địa ngục khi mãn 13 tuổi, không còn ở trong tội, xin lỗi, không còn có trọng tội, cùng không còn bị đọa vào ác đạo nữa. Xin chư Phật trong 10 phương thương xót mà chứng minh cho tôi, vì mẹ mà tôi phát nguyện rộng lớn như thế này, như thân mẫu của tôi khỏi hẳn chốn tam đồ và hạng hạ tiện cùng thân gái, cùng kiếp không còn thọ những quả báo xấu đó nữa. Tôi đối trước tượng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai mà phát lời nguyện rằng: từ nay nhẫn về sau đến 10.000 muôn ức kiếp, trong những thế giới mà các hàng chúng sanh bị tội khổ nơi địa ngục cùng 3 ác đạo, tôi nguyện cứu vớt tất cả chúng sanh đó làm cho được thoát khỏi ác đạo, địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ. Những kẻ mất tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sao tôi mới thành bậc chánh giác? Quan Mục phát nguyện đó xong, liền nghe tiếng của Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai trên hư không dạy rằng: này Quan Mục, nhà ngươi rất có lòng từ mẫn, vì mẹ mà phát ra lời thệ nguyện rộng lớn như thế thật là hay lắm. Ta quan sát thấy mẹ của nhà ngươi lúc mãn 13 tuổi, khi bỏ báo thân này sẽ thác sanh làm người phạm chí sống lâu 100 tuổi, sau đó vãng sanh về cõi nước vô ưu sống lâu đến số tuổi không thể tính kể, sau rốt sẽ thành Phật độ được nhiều người trời, số đông như số cát sông Ngàn. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng: vị La Hán phước lành độ Quan Mục thuở xưa nay chính là ngài Vô Tận Ý Bồ Tát, còn thân mẫu của Quan Mục ngài ấy bây giờ chính là ngài Giải Thoát Bồ Tát, còn Quan Mục ngày xưa chính là Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Trong nhiều kiếp lâu xa về trước, ngài có lòng từ mẫn phát ra hằng hà sa số lời thệ nguyện độ khắp các chúng sanh. Thưa quý vị đọc tiếp kinh này sẽ thấy nó hay lắm. Thầy tạm dừng ở đây. Thầy đọc đoạn kinh này để quý vị thấy rõ được rằng lòng hiếu thảo của ngài Địa Tạng Bồ Tát không dừng lại ở chỗ hiếu đạo, chăm sóc cha mẹ, giúp cho cha mẹ của mình phát tâm, mà còn phát tâm cứu độ tất cả các chúng sanh. Cho nên tôn chỉ thứ hai của kinh Địa Tạng là độ sanh. Độ sanh chính là báo hiếu, giúp cho tất cả các chúng sanh thoát khỏi khổ đau. Quý vị nghĩ làm được không? Người thân mình trong nhà cái buồn khổ chúng ta còn không chia sẻ được, nhiều khi muốn chia sẻ chúng ta phải có điều kiện. Giống như có mấy đứa con đó, nó đi chùa đó là mẹ nó mướn nó đi chùa đó. Có mấy bà mẹ kể thầy nghe đó, mỗi lần nó đi chùa đó, muốn nó đi chùa là phải dẫn nó đi shopping mua một bộ áo quần nó mới đi, còn không nó không đi. Đó, mướn không à, mướn nó niệm Phật, mướn nó ăn chay. Chị đó chỉ nói tháng con ăn chay 10 ngày mà nó không ăn, con phải nấu đồ mặn cho nó ăn nữa. Nó năn nỉ lắm đó. Thầy nó nói con ăn chay với mẹ với điều kiện bữa 100.000. Chứ nó trời, con mướn nó ăn chay 10 ngày trong một tháng là 1 triệu bạc, mà trong khi lương con tháng có 5 triệu à. Chị cũng mướn mà đành đạn nó lấy 1 triệu bạc của mẹ nó. Nó chứ sao, con tu giùm cho mẹ mà. Nó còn trả lời vậy đó.
Nó ra chùa nó còn nói cho thầy nghe, nó con tu giùm cho mẹ con mà, mẹ con thích con ăn chay thì con ăn chay cho mẹ con vui, cho nên con tu cho mẹ con ăn chay cho mẹ con. Thầy nói thì thôi bây giờ về là mai mốt con ăn chay cho con một ngày thôi, còn 9 ngày cho mẹ con. Nó nói vậy là con lấy 900 hả thầy? Nó còn hỏi thầy vậy nữa. Trời ơi thiệt tình đó. Mà con gái đó quý vị nghĩ con nó 15, 16 tuổi chứ phải nó nhỏ sao nó vậy con lấy 900 hả thầy? Thầy nói lấy 900 đi, coi như một ngày đó con tu cho con. Không biết tu kiểu gì đó là sao đó, không lấy tiền mẹ nữa đó. Cũng hên đó. Cho nên tôn chỉ thứ hai của Kinh Địa Tạng là độ sanh, độ cho tất cả các chúng sanh sớm được thành Phật quả, thấy được đạo Bồ Đề và giác ngộ, giữ được cái Bồ Đề tâm của mình. Vì sao? Chỉ có chúng sanh giữ được tâm Bồ Đề, phát Bồ Đề tâm mới có thể thoát khỏi khổ đau. Cho nên trong đó có cha mẹ, có quyến thuộc của mình, thì mình không phải nhọc nhằn nữa để lo cho nỗi khổ đau của những người thân của mình. Vì ai cũng có Bồ Đề tâm, nhưng mà không khéo giữ Bồ Đề tâm thì tất cả cũng phải chịu sanh tử luân hồi chi phối mà thôi, cũng bị phiền não chi phối. Cho nên độ sanh là cấp báo hiếu thứ hai, cao hơn hiếu đạo nữa, theo tinh thần của Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện mà Ngài Địa Tạng đã làm. Thứ ba là bạc khổ. Bạc tức là nhổ ra, khổ tức là khổ đau, tức là nhổ hết tất cả những gốc rễ khổ đau ở trong cuộc sống của con người, hay là ở trong thâm tâm của con người, gọi là bạc khổ. Tức là dứt trừ những khổ đau của người khác. Thì ở đây cũng với tinh thần của Kinh Báo Hiếu, quý vị thấy tất cả, xin lỗi, tinh thần của Kinh Địa Tạng, suốt 13 phẩm này thật sự ở đâu cũng có bàn bạc cái vấn đề khổ đau. Quý vị tụng thấy Ngài Phổ Hiền cũng xuất hiện, Ngài Vô Tận Ý cũng xuất hiện, thậm chí tất cả những cái vị Quỷ Vương, Diêm La Vương, rồi Thiên Long Bát Bộ, Tứ Thiên Vương cũng tới để mà hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Và xong tất cả những người này đều cùng tùy hỷ với Ngài Địa Tạng và phát nguyện rằng nếu ai đời sau này đọc tụng kinh này, Kinh Địa Tạng Bồ Tát này, tất cả những chúng sanh đó, những vị Bồ Tát đó, những vị thiện thần đó, những vị Quỷ Vương đó sẽ ủng hộ cho người đó tu tập, sẽ được bình yên và báo hiếu. Quý vị thấy không? Đây là cách để mà giúp cho người khác hết khổ đau. Cho nên tâm của chúng ta là tâm từ bi. Đây là tâm từ của Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng chúng ta đọc có một cái danh xưng là Đại Từ, Đại Bi, Đại Thánh, Đại Nguyện, Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát. Đại Từ, Đại Bi tức là thương tất cả các loài chúng sanh, không đặt điều kiện gì hết, và làm sao giúp cho tất cả các loài chúng sanh đó dứt trừ khổ đau, không còn phiền não, đó gọi là Đại Từ, Đại Bi. Từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ. Tức là từ là đem tới niềm vui, còn bi tức là nhổ cái khổ của họ ra. Đại Thánh, Đại Nguyện tức là chỉ cho sự tu tập của bậc trí tuệ và có tâm nguyện rộng lớn, cho nên gọi là Địa Tạng Bồ Tát. Địa là dày chắc, tạng chứa đủ, cõi nước phương Nam nổi mây thơm, rưới hương, rưới hoa, hoa vần vũ. Phải không? Thầy thấy có một số người đọc, quý vị thuộc đó. Đó là Địa Tạng đó, chỉ cho cái mặt đất nó dày, nó chắc, là lấy cái tâm từ bi của mình, tâm trí tuệ của mình, tâm thương xót của mình, nó vững chắc như mặt đất này, không lay động, cho dù có đào, có xới gì nó cũng lấp lại, nó cũng trở lại. Và hoa mọc từ đất, đất cũng không vui, rác vứt xuống đất, đất cũng không buồn. Tâm vững chãi như thế thì mới gọi là Đại Thánh, Đại Nguyện. Cho nên cái đoạn hồi nãy đó, thầy đọc quăng một cú mẹ đó, quý vị thấy không? Vị này phát nguyện là trong đời sau tất cả các chúng sanh đều cứu độ hết, những người đã thành Phật hết thì Bồ Tát Địa Tạng mới thành Phật. Cho nên chúng ta mới có một cái câu tôn xưng Địa Tạng là Địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Tức là địa ngục mà trống hết, không còn ai đó, thì Ngài mới thành Phật. Độ hết chúng sanh thì Ngài mới chứng Bồ Đề. Phát tâm rộng lớn như thế gọi là bạc khổ.
Đây là tôn chỉ thứ ba trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Và tôn chỉ thứ tư của kinh này đó là báo ân. Hiếu đạo, độ sanh, bạc khổ và báo ân. Tất cả những điều gì chúng ta làm trong cuộc sống này hướng về một mục đích duy nhất, đó là đền đáp ân nghĩa của cha mẹ. Cha mẹ mình là ai? Không hạn chế người đẻ ra ta, nuôi ta lớn lên trong đời này, mà trong đó có cả cha mẹ của quá khứ, của tiền kiếp. Cho nên quý vị thấy thường các thầy phục nguyện đó, khi chúng ta mà dâng lễ phẩm cúng dường hồi hướng công đức cho cha mẹ bảy đời, tức là cha mẹ của bảy đời trước trong quá khứ của chúng ta, hoặc là đa sanh phụ mẫu, thất thế phụ mẫu, tức là cha mẹ trong bảy đời và cha mẹ trong nhiều đời. Vì sao chúng ta phải phục nguyện, phải hồi hướng công đức cho cha mẹ nhiều đời? Là tại vì chúng ta sanh tử luân hồi rồi. Đời này thì mình có cha mẹ ở đây, nhưng mà đời trước có cha mẹ khác, rồi nhiều đời trước cha mẹ khác nữa. Cho nên trong tất cả các chúng sanh, người nam đều có thể là cha ta, người nữ đều có thể là mẹ ta. Trong kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới, Đức Phật nói rõ như thế. Cho nên chúng ta không ăn thịt chúng sanh chính là vì sợ ăn lầm phải thịt của cha mẹ mình. Vậy đó mà ăn còn chê dai, chê già, chê xương. Có nuôi người ta ngày nào đâu, nhai đầu nhai cổ người ta, chê xương chê sóc. Quý vị tưởng tượng thịt mình vậy nè, có một cái con khác nó dứt cái tay mình ra, nó nhai xong nó trời dài quá dục. Mình bị nó ăn thịt mình cũng tức chứ, phải không? Tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta, ta đều thác sanh từ nơi đó. Cho nên ăn thịt chúng sanh là phạm trọng tội. Vừa ăn thịt cha mẹ đời trước của ta, là quyến thuộc của ta, có khi ăn thịt bổn thân bổn thể của ta, tức là mình ăn thịt cái thân cũ của mình. Nhiều khi mình đời trước mình từng làm cái con đó. Trong dòng sanh tử luân hồi này, mình làm sao mình biết được cha mẹ mình đầu thai lại làm gì? Cho nên quý vị thấy không, cái đứa trẻ mà sanh ra 3 ngày biết nói, con trai của cái người đầy tớ ở trong nhà của quan mục, quý vị thấy không, là mẹ của quan mục. Cho nên điều này chứng tỏ rằng cái dòng sanh tử luân hồi nó không có dứt, là chúng ta không bao giờ biết được người đối diện đó là cái gì. Có khi là cha mẹ của mình, có khi là ông bà của mình, có khi là quyến thuộc của mình đời trước. Cho nên mình không ăn thịt chúng sanh là vậy. Cho nên mình không làm buồn lòng chúng sanh là như vậy đó. Họ là quyến thuộc của mình. Bao giờ chúng ta cũng lấy tinh thần đền ơn đáp nghĩa của cha mẹ, của người thân trong đời này và trong nhiều đời về kiếp trước của mình nữa. Đó gọi là báo ân. Cho nên quý vị phải hiểu được cái báo ân này là báo ân với tất cả các chúng sanh, chứ không phải là chỉ riêng 1-2 con người trong cuộc đời này mà có ơn nghĩa với mình, rồi mình đền đáp, còn những người khác là chúng ta cho lên đường. Không có. Chúng ta phải hiểu cho rõ cái tinh thần của Đạo Phật mà Bồ Tát Địa Tạng dạy cho chúng ta. Đó mới là báo ân đó. Chúng ta thương xót hết tất cả mọi người không phân biệt. Quý vị làm được không? Xin lỗi, thầy cũng chưa làm được. Chứ ngày nào nó cũng kiếm chuyện với mình hết, mà mình biểu mình thương nó còn khuya. Phải không? Nó mượn tiền mình, nó giật, nó không trả, nó còn chửi lại mình, biểu mình thương nó hả? Xin lỗi, tao không kêu công an bắt mày là may lắm rồi á. Phải không quý vị? Cho nên quý vị thấy báo hiếu theo tinh thần kinh Địa Tạng dễ không? Khó. Làm sao mình thương nó được? Trời đất quỷ thần ơi, nhà nè, làm nè, nó lấn đất qua mình, nó còn kêu công an tới thưa mình nữa, nó còn chửi mình nữa, thì quý vị nghĩ làm sao? Mình thương nó được không? Có thương thì cũng phải dời cái cọc qua bên kia. Đó, đúng rành. Đó, phải không quý vị? Rồi tính tiếp. Bây giờ chỉ hỏi mấy đứa con thôi, đơn giản thôi. Bây giờ hẹn mà họ không đến. Hẹn chiều nay mà sao không thấy em? Thử hỏi còn thương nó nữa không? Mình còn biết tin nữa, là nó đang đi với người khác nữa.
Rồi mình thương nó được không con? Con trai hả? Thương nó được không con? Cho nó lên đường liền phải không con? Em đã trả lời liền dạ không. Đó. Quý vị thấy không? Trong cái cuộc sống này đầy dẫy những cái thứ buồn phiền. Cái đó do đâu ra? Do tham chấp của con người mà ra. Vì người đó đã nhận ân tình của mình, người đó đã nhận tất cả những gì của mình có là tấm lòng, là sự hy sinh, là chia sẻ. Bây giờ họ phản bội mình thì thử hỏi mình thương họ kiểu gì? Hiếm lắm, hiếm thương lắm. Bản thân thầy cũng vậy thôi. Ngay cả các chú đệ tử mặc dù thầy cũng thương, nhưng mà nhiều chú dạy không nghe, nói không nghe lời, thầy cũng ít tiếp xúc và tình cảm của thầy nó cũng giảm bớt. Chứ bây giờ nói không nghe làm sao? Như con cái trong nhà cũng vậy, quý vị thấy không? Cho nên nhiều khi cha mẹ nói thương con cái đồng điều, xin lỗi, thầy thấy hiếm lắm. Thế nào cũng có lệch lạc. Cái đứa ngoan mình thương khác, còn đứa không ngoan mình thương khác, phải không? Thương khác chứ không phải là thương động nhau, chứ không có cái kiểu bên đây ký, bên kia ký, không có. Đó. Đứa mà nó làm ra tiền nhiều mình thương khác, đứa làm ra tiền ít mình thương khác. Đứa nó đưa tiền mình thương khác, đứa nó moi tiền mình thương kiểu khác. Phải không mấy bà mẹ? Chắc chắn là như vậy rồi. Bây giờ mình kêu nó thương điều hết, thương được không? Sao thương được? Không cách nào thương điều được. Cho nên quý vị thấy, chúng ta cần phải nhìn cho ra được tất cả người thân mình là quyến thuộc Bồ Đề, là cha mẹ của mình. Với tinh thần đền ơn đáp nghĩa những chúng sanh đó, chúng ta mới thương họ được. Chúng ta mới thương, mới thông cảm được. Không có cách nào mà mình thương họ mà khi họ đem tới đau khổ cho mình. Có thương thiệt, nhưng mà cũng uất ức ở trong lòng, cũng giận hờn, rồi cũng thế này thế kia, rồi từ từ thời gian nó mới nguôi ngoai. Nhưng mà có người bao nhiêu năm tháng vẫn không quên được cái cảnh mà người thân của mình bạc đãi mình. Quý vị thấy rất là khổ sở. Chứ không phải đơn giản mà mình nói thương là mình thương liền được đâu. Mình báo ơn họ, báo ơn cách gì? Mình đền ơn cách gì? Họ làm khổ mình gần chết. Thiếu điều là mình chỉ hơn được con ô xin là mình làm con vợ thôi. Làm sao mình thương được, phải không quý vị? Rồi gây nợ, gây nần, rồi ra ngoài, rồi còn đi quán cà phê đèn tối, rồi còn cá độ bóng đá gây cho một đống nợ bắt mình trả nữa. Họ hỏi mình thương không? Còn khuya, gặp thầy là xin lỗi, ra tòa ly dị là xong. Đố quý vị, thầy nói câu này ở trong tuần cải lương nào? Lan và Điệp, đúng rồi, câu này nó đúng. Quý vị nhớ cái đoạn đó không? Đoạn mà Thiếu Liễu đi về quê mà gây rồi này kia cái nọ với bà mẹ chồng đó. Nhà không có người sai giặt, nó bực bội chết được đó. Quý vị nhớ không? Trời, phải nói bà Tú Trinh mới đóng cái vai đó, bà chảnh dễ sợ. Chọn cái người đóng cũng hay. Đó, gặp những người toàn là làm khổ mình, làm cho mình đau lòng, làm cho mình phiền não, mà bây giờ biểu mình thông cảm, mình thương họ, có thể mình ép mình làm được, nhưng lòng của mình nó uất ức. Cho nên chỉ có một cách duy nhất là mình phải nghĩ họ là cha mẹ của mình báo ơn họ, thì mình mới có thể cứu độ được họ, mới có thể bạc khổ được họ. Đó gọi là hiếu đạo. Ở đây nói trên tinh thần kinh điển nha, chứ không phải là ở nhà rồi mình tưởng là người kia coi mình là cha là mẹ, cái mình sỉ vả người khác, rồi mình đòi hỏi người khác là không có được. Thầy có nghe một cái em đó, thầy đi tới nhà mà thầy nghe hai vợ chồng nó gây lộn, mà thầy bất ngờ lắm nghe quý vị. Cả hai vợ chồng là đệ tử chùa thầy hết á. Thì tình cờ thầy ghé nhà có công chuyện, thầy tới thầy nhờ cái em đó nó liên hệ để mua cho chùa một cái máy đó. Thì thầy nghe hai vợ chồng gây lộn, thầy tới trước cửa. Bà vừa phải thôi nha, tôi có mẹ rồi nha. Thầy không hiểu. Thầy nghe tới đó thầy không hiểu, thầy nghe câu kế tiếp mới hiểu. Tức là tôi có mẹ rồi, bà đừng có làm mẹ. Thì cái bà kia, bà vợ đó, bà trả lời: đâu có, em đâu có làm gì đâu mà anh nói em vậy, em đâu có làm mẹ gì đâu à, em chỉ làm mẹ hai đứa nhỏ thôi. Phải nói cái cô vợ cũng khôn khéo dễ sợ, mà không biết bà vợ bà làm cái gì mà ông chồng bực bội ông nạt vậy đó. Cái lúc bây giờ thầy mới A Di Đà Phật, thầy lên tiếng:
cái hai vợ chồng quýnh quán, tức là thầy đứng ngoài thầy nghe hết, thầy đứng ngoài cửa cái cửa sắt thôi chứ đâu có gì đâu, hai chồng trong gây lộn mà ông chồng là la sờm, còn bà vợ là ngọt ngào. Hỏi làm sao, ai làm mẹ ai? Cái người vợ mới, thầy mới thấy được phụ nữ khôn khéo là chỗ này. Con đâu có cái gì đâu thầy, con chỉ nấu cơm trễ thôi đó, mà la con vậy đó, rồi con mệt, rồi con nói bây giờ con không có nấu nổi nữa, đi mua bánh canh về ăn đi, mà mắng con là đòi làm mẹ. Mà con nói con chỉ làm mẹ hai đứa nhỏ thôi, con đâu có dám làm mẹ của ổng đâu. Dễ sợ không? Chắc chắn phải có cái gì đó, ông chồng này mới nói vậy, phải không quý vị? Nhưng mà có mặt người khác, phụ nữ như vậy mới là khôn khéo đó. Nó khách về, làm mẹ tiếp. Thầy mới hỏi, thầy đâu có tin. Thầy mới hỏi cái ông chồng mới kể ra, quý vị biết trời tài trời lắm chứ phải giỡn đâu quý vị. Vậy đó mà chối leo lẻo, đâu có, em đâu có làm mẹ anh đâu, trời ơi. Dễ sợ không? Chối leo lẻo à, miệng tới mép tai vậy. Thì quý vị thấy, trong cái kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện này, phải nói hôm nay chúng ta rất là có nhân duyên được gặp quý vị trong cái ngày vía của Đức Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta đọc tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện từ đầu tới cuối, 13 phẩm chia làm 3 quyển, quyển thượng, quyển trung và quyển hạ. Nhưng mà tôn chỉ cuối cùng của nó vẫn là làm sao để đền đáp cái ân nghĩa của mình đối với cha mẹ. Đó là báo hiếu. Nhưng mà báo hiếu ở cấp bậc của người tu tập và hiểu đạo, qua hạnh nguyện của Địa Tạng Bồ Tát từ lâu xa cho đến nay. Ngài Địa Tạng kể lại những cái câu chuyện của mình trong quá khứ và từng quá độ người này quá độ người kia, không ngoài mục đích đền đáp ân nghĩa cho cha mẹ. Và phát nguyện, Ngài phát nguyện độ tất cả các chúng sanh thoát khỏi cảnh giới khổ đau, được an lạc giải thoát hết, rồi Ngài mới chính thức bước vào quả vị chánh đẳng chánh giác. Và cái câu chuyện, những câu chuyện này được kể lại, hạnh nguyện này được lặp lại, được sự đồng thuận, tùy hỷ và ủng hộ của mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng và tất cả các Thiên Long Bát Bộ quỷ thần đều ủng hộ Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Cho nên ai đọc tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát cũng đều đón nhận được sự gia hộ của chư Phật, chư Bồ Tát và các vị thánh chúng. Vì sao? Vì đó là con người phát tâm đại từ, đại bi, đại nguyện, đại hiếu, cho nên mới thực tập theo kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện. Và kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện này với duyên khởi đầu tiên cũng từ tâm hiếu thảo của Đức Phật đối với lại mẹ của mình là Thánh Mẫu Ma Gia, cho nên Ngài lên cung trời Đao Lợi để thuyết pháp cho mẹ của mình nghe. Và Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi đang giáo hóa chúng sanh trong cái phần phân thân tập hội đó, tức là Ngài phân thân ra ở các nơi để giáo hóa và gom thân đó lại trở về cung trời Đao Lợi để nghe Đức Phật thuyết pháp, và quyến thuộc của Địa Tạng Bồ Tát các phương cũng tụ hội về. Đây chính là một nhân duyên lớn cho tất cả chúng ta thực hiện tinh thần hiếu đạo của một người học Phật đối với cha mẹ của mình. Nếu quý vị làm được như thế, tin chắc rằng mỗi người của chúng ta sẽ là một đóa sen tươi thắm dâng lên cúng dường Đức Phật và cúng dường cho mẹ của mình. Thầy xin phép đọc một cái đoạn kinh đầu tiên nhất về cái bài tựa của Địa Tạng Bồ Tát để trước khi khép lại buổi giảng hôm nay. U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, lại Đức Từ Bi Đại Giáo Chủ, địa là dài chắc tạng chứa đủ, cõi nước phương Nam nổi mây thơm, rưới hương rưới hoa hoa vần vũ, mây sinh mưa báo số khôn lường, lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường, người trời bạch Phật nhân gì thế, Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường.
chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Nay con sẵn có thiện nhân duyên, ngợi khen Địa Tạng đức vô lượng, lòng từ do chứa hạnh lành, trải bao số kiếp độ sanh khỏi nàng. Trong tay đã sẵn gậy vàng, giọng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh. Tay cầm châu sáng tròn vình, hào quang soi khắp ba nghìn đại thiên. Diêm Vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn. Địa Tạng Bồ Tát thượng nhân, chứng minh công đức của dân Diêm Phù. Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chỉ một đoạn ngắn này thôi, chúng ta đủ biết được công hạnh của Bồ Tát Địa Tạng. Khi Ngài đến thiên đường, tất cả đều rưới hoa thơm, mây thơm khắp các nơi. Chư Phật, chư Bồ Tát, mười phương đều tin tưởng Địa Tạng Bồ Tát và khen ngợi. Cho nên mình quý cái nhân duyên này, cho nên tập theo hạnh của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Đó là phước báo lớn cho chúng ta trên con đường báo đền ân đức của cha mẹ. Vâng, xin chúc tất cả các vị có thể thực tập được hạnh hiếu của mình để giúp cha mẹ được thoát khổ. A Di Đà Phật. Tâm cung thỉnh đại đức khởi thân hồi hướng A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh.